Xin chào tất cả quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại với kênh Hoa Lan Mắt Kiếp cùng với em Hương cả nhà ơi. Thì bên cạnh em Hương đây á là một cái lô hồ điệp lá biên bên em mới về tiếp tục cả nhà. Bữa về đầu năm tới giờ thì bên em là sẽ về hàng liên tục luôn cả nhà, đủ các loại mặt hàng luôn hết. Có Thái, có trong nước, có đủ loại luôn cả nhà. Và cái này là hồ điệp lá biên nè anh chị. Hồ điệp lá biên, lá phát tài cho cả nhà mình nè. Và chỉ còn chị mình thấy mà cái lá phát tài này là mình thấy là nhiều sự tài lộc, nhiều sự may mắn đó, mang đến tài lộc, mang đến may mắn cho gia chủ nè, nguyên cả năm luôn đó cả nhà ơi. Quá đẻ luôn hả? Thấy cái lá này là mọi người nhìn thấy cái sự may mắn, sự tài lộc rồi đó, cái sự phát triển của gia đình mình rồi cả nhà. Mà đặc biệt bên em về cái loại này là đều đã có vòi hết, mỗi chậu ít nhất là 2 vòi cho em. Nó lớn lên rất là nhanh luôn, cái vòi của nó cao lên rất là nhanh luôn. Mà cái loại này là chơi hoa được 4 đến 5 tháng cho em luôn cả nhà, chơi hoa rất là lâu cho em luôn hết. Đó. Ở cái hồi loại này á, thì có nhiều anh chị mình cứ ngỡ là nó sẽ chơi hoa vào dịp Tết thôi, tại hồ điệp này mọi người. Nhưng mà không phải, cái loại này là chơi quanh năm cho em luôn nha, chơi hoa quanh năm luôn. Bây giờ hiện giờ thì mọi người chơi 4 đến 5 tháng, rồi sau đó là anh chị mình nó hết hoa mọi người cắt thì nó sẽ tiếp tục nó ra nụ cho mọi người chơi Tết nữa. Chơi gần đến Tết là 4 đến 5 tháng nữa, nói chung là có cho mọi người chơi quanh năm luôn, quá là đẻ hơn cả nhà. Trời ơi, đẹp mọi người luôn. Lá biên mà giá rẻ mà đang có mồi cho cả nhà mình cũng đẹp. Đó, thiệt sự thì bên em chỉ để giá cho cái nhà mình nó là có 50 ngàn cho một cốc như vậy thôi anh chị ạ. Đó, cốc trưởng thành luôn, mà chỉ có 50 ngàn một cốc như vậy thôi, có nụ có hoa chơi quanh năm luôn cả nhà. Bên em đi đơn từ 6 cốc hết, 300 nghìn là em bao ship luôn anh chị ạ. Quá là đẹp hơn. Thì cái này em hướng dẫn cho cả nhà mình nè. Rồi mình cắt bỏ cái chậu nhựa này đi nha cả nhà. Xong mình để nguyên cái giá thể này, cái rêu trong này nè. Nếu anh chị nào mình sợ mà nó ẩm nhiều quá thì mọi người bóc bớt một số rêu, mọi người bỏ đi. Còn lại á thì mình cho nó vào một cái chậu nhựa hoặc là chậu gỗ hoặc chậu sứ hả. Mình xoay 3 chậu, 3 đến 5 đến 6 chậu vào một cái chậu cho em, vào một cái chậu lớn nhà mình cho em nè. Xoay như vậy nè anh chị ạ. Đó, mình cho hết vào một cái chậu tùy theo kích thước chậu hả. Như vậy nè cả nhà, xong mình treo nó lên mình chơi rất là đẻ luôn. Cắt bỏ chậu nhựa, đó, để nguyên giá thể hoặc là bóc bớt rêu bỏ cho em hả. Rồi mình tưới nước mỗi ngày 2 lần sáng chiều và lâu lâu phun thêm kích rễ giùm em, ra rễ đẻ luôn. Ra rễ ra hoa đẻ luôn anh chị ạ. Mà khi mà nó đẻ có hoa rồi, nó đẻ lên hoa rồi đó anh chị mình á, tưới ở dưới gốc giùm em thôi nha, chứ mọi người chịu khó đừng có để nó ướt trên hoa, là hoa chơi cực kỳ lâu cho em luôn. Hả? Đẹp lắm mọi người à. Rồi, anh chị nào á mà mình thích á, thì mình có thể vào xem live trực tiếp lúc 9 giờ sáng mỗi ngày trên kênh Hoa Lan Mắt Kiếp nha cả nhà. Hoặc là mình để lại bình luận ngay bên dưới cái video này giùm em. Đó, cũng có thể cả nhà mình gọi qua cho em số điện thoại 0764967979 để được tư vấn trực tiếp nha cả nhà ơi. Rất là rẻ cho em luôn hết, chỉ có 50 ngàn cho một cốc thôi. 6 cốc 300 nghìn là đã bao ship rồi cả nhà. Em mọi người, bên em về với số lượng nhiều hết. Thì bên em có về thêm một cái lô, đó là cái hàng giống mọi người, hàng giống mini nè. Trời ơi dễ thương lắm cả nhà, một cái cốc giống lá biên mini như vậy mà có hoa luôn, vòi dài có hoa đẹp luôn nè. Hả, quá đẻ luôn anh chị ạ. Cái này là bên em về mới về hồi tối hả. Rồi cái bên này cũng là cốc giống nè, cốc giống có vòi nụ nè mọi người. Hả, nhìn đẻ quá trời luôn hả. Thì cái cốc này chỉ có 25.000 cho một cốc giùm em cả nhà. Anh chị nào thích cốc lớn hoặc cốc giống mọi người có thể liên hệ trực tiếp hả. Đến đây cũng xin được kết thúc cái video của mình. Anh chị mình đừng quên cho em xin một nút like và một nút subscribe để đăng ký ở trên nè. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi video của em hết từ trước đến nay luôn cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.